Chào cả nhà, chúng ta đang ở đây là đường Nguyễn Trung Trực, đường vào chùa Hùng Long Tự thì cách ngã ba Tránh Dương Đông khoảng 500m về hướng nam. Từ đầu đường này mà vào chùa thì khoảng chừng 800m. Sân đỗ xe này rộng hơn cả sân chùa Hùng Quốc luôn nha. Chùa Hùng Long Tự cũng nằm trong top 10 ngôi chùa đẹp nhất ở Phú Quốc, mà các tour du lịch trọn gói thì du khách đều có đến đây để thắp hương. Hôm nay mình đến đây mới có 8 giờ sáng nên khách không đông cho lắm. Chùa Hùng Long Tự có tên gọi khác là Am Sư Muôn. Người địa phương thì thường hay gọi là chùa Sư Muôn. Ngôi chùa này là do Thiền sư Giai Minh sáng lập vào khoảng năm 1931. Con đường này thì đi lên chánh điện. Mặt bằng ở đây là sườn núi nên từ đây mà ra đến chùa Phật Tổ phải đi qua rất là nhiều bậc thang như thế này nha. Ở chùa này thì có nhiều cây xanh nhất trong top 10 ngôi đình chùa đẹp ở Phú Quốc nha. Đặc biệt là ở đây có cây cổ thụ lên đến hơn 200 năm tuổi. Ở đây từ những ngày đầu mới xây dựng thì ngôi chùa này được thiết kế theo lối là kiến trúc dân gian, chân hương vùng miền. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ở nơi đây là cơ sở bí mật của cách mạng, nên vào năm 1945 đã bị giặc Pháp đốt cháy toàn bộ ngôi chùa nha. Cho đến năm 1954 mới được xây dựng trở lại. Ở bên này là phía tây mặt của sân chánh điện. Mình ghi hình hơi có phần chi tiết để những ai có đến Phú Quốc và đến đây viếng chùa thì sẽ có cảm giác thân thiện hơn. Có tiểu cảnh cũng đẹp quá đây. Sỏi đá rêu phong trông cũng rất là cổ kính luôn nha. Chúng ta nhìn thấy không gian ở đây thì rất là nhiều mái nhà để cho khách đến viếng chùa nghỉ chân. Đường này thì đi thẳng lên chùa Phật Tổ nha cả nhà. Còn căn nhà này là hội trường nha. Những ngày mà Phật tử đông quá thì sẽ được tổ chức lễ Phật ở hội trường này. Hai bức tranh này là tranh sơn dầu và được vẽ vào trong tường luôn nha cả nhà. Có cả núi, rừng và biển. Nội dung nói về công cha nghĩa mẹ sinh thành. Ở đây thì về độ cao so với mực nước biển thì chắc cũng khoảng chừng 50-60m quá. Cũng nhìn thấy được một phần phường Dương Đông giáp với xã Dương Tơ. Thank you.
Còn ở bên này là phía tay trái của chính điện nha. Ở đây thì có tượng hổ với tư thế nằm bằng đá tự nhiên. Từ những năm mới thành lập chùa thì tượng đá đã có sẵn và chỉ sơn tạo hình thêm để dễ nhận dạng. Tượng hổ với tư thế này thì gọi là hổ phục nha. Phục là phục kích, phục mồi đó các bạn. Ở đây cây xanh rất là nhiều nhưng cây rừng tự nhiên thì chắc chiếm cũng khoảng chừng 50% á. Ở chùa này thì chia ra làm hai phân khu. Phía sau hậu này là chùa Phật Tổ nha cả nhà. Ban tổ chức nhà chùa cũng mới vừa cho xây dựng xong tượng Phật nằm với chiều dài khoảng 20 mét. Hiện giờ thì đã xong nhưng chưa có được trang trí và chưa có đưa vào hoạt động. Vâng, và đây là cây cổ thụ là khủng nhất ở Phú Quốc nha các bạn. Chu vi gốc cây này chắc cỡ 5-6 người ôm mới hết quá. Cây này có tên gọi là cây cày. Cây loại cây này thì gỗ rất là cứng và xài rất là bền nha. Ở Phú Quốc ngày trước thì rất là nhiều loại cây này, còn bây giờ thì còn không nhiều lắm.